Gieo chấm mụn Carrefour Flux gần 300.000 lượt bán, nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng bán chạy. Sau clip đầu tiên mà tôi làm về sản phẩm này thì phản hồi của bạn khá là tích cực và đánh giá cao hiệu quả trong việc giảm mụn ẩn, mụn li ti và thâm mụn. Nhưng song song đó thì có hai vấn đề mà những cái bạn mà mới dùng chấm mụn thì hầu như là bị. Thứ nhất là hiện tượng châm chích, ngứa và mật đỏ. Thực chất đây là cái tình trạng da nó chưa quen được với cái nồng độ hoạt chất trong sản phẩm, đặc biệt là với những ai mà chưa sử dụng AHA, BHA lần nào. Để xử lý vấn đề này thì các bạn nên giảm tần suất sử dụng sản phẩm trong thời gian đầu, chỉ dùng không quá 2 lần mỗi tuần, mục đích để da nó thích nghi đã. Sau đó thì mới tăng dần lên, hoặc các bạn có thể thoa kết hợp với kem dưỡng ẩm để có thể giảm nồng độ hoạt chất, giúp giảm thiểu kích ứng và làm dịu da. Vấn đề thứ hai mà các bạn hay gặp phải đó chính là tình trạng đẩy mụn. Đẩy mụn là cái tình trạng rất thường gặp sau một thời gian mà các bạn sử dụng những sản phẩm có BHA và ADA. Những cái hoạt chất này chúng làm tăng tốc độ lần chuyển tế bào, làm bạt nhanh lớp sừng, khiến cho nhân mụn được đẩy lên. Hiện tượng này thì không gặp ở tất cả mọi người. Thế nhưng mà nếu xảy ra thì nó cũng chỉ diễn ra trong khoảng từ 2 đến 6 tuần thôi và nó sẽ chấm dứt, da của bạn sẽ sạch mụn. Thời gian có thể sớm hoặc là lâu hơn tùy vào cơ địa mỗi người. Bản nâng cấp của Carrefour thì có thêm dẫn xuất azelaic acid và kẽm PCA. Nó đem lại hiệu quả giảm mụn tốt hơn, trong khi lại hạn chế được kích ứng cũng như là hỗ trợ giảm thâm mụn tốt hơn bản tiêu chuẩn. Các bạn cứ yên tâm sử dụng nha.